Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20, đã lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời, đập tan sự thống trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân phát xít, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Chương trình Góc nhìn sự thật hôm nay mời quý khán giả cùng nhìn lại ý nghĩa lịch sử ngày cách mạng tháng 8 để tự hào về trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, trân trọng những thành quả có được, đưa đất nước ta ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là một sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ngoài yếu tố khách quan thuận lợi, thì điều kiện chủ quan đóng vai trò quyết định cho sự thắng lợi. Đó là sự chuẩn bị trực tiếp, lâu dài, chu đáo về lực lượng cách mạng để nắm lấy khi thời cơ đến, và nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng nguồn sức mạnh của toàn dân, không phân biệt già, trẻ, trai gái, tôn giáo, đảng phái, với các hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng như Hội Phụ nữ Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc. Cách mạng tháng 8 đã quy tụ nhiều lực lượng trong mặt trận Việt Minh, đồng lòng dưới ngọn cờ của đảng để giành độc lập. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cho thấy, trong mọi hoàn cảnh, nội lực và sức mạnh dân tộc có ý nghĩa quyết định. Sức mạnh đó càng được tăng cường và nhân lên khi có sự kết hợp đúng đắn với ngoại lực và sức mạnh thời đại. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Cách mạng tháng 8 thành công. Đấy là một cái chiến thắng có thể nói, đó là một cái chiến thắng vĩ đại nhất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng. Và từ cái chiến thắng ấy đó, thì nó đã đưa nhân dân ta từ cái thân phận cái người nô lệ lên làm chủ đất nước. Từ cái thắng lợi ấy, lần đầu tiên trong lịch sử của nhân dân Việt Nam, cái chế độ nhân dân, chế độ dân chủ được thiết lập. Và lần đầu tiên chúng ta đã đánh bại cái thực dân Pháp xâm lược. Chúng ta đã xóa bỏ cái chế độ phong kiến. Và đấy là mở ra cho đất nước chúng ta một cái kỷ nguyên mới. Đó là cái kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và bên cạnh đó thì có thể nói rằng là cái thắng lợi của cách mạng tháng 8, nó đã chứng tỏ được cái tinh thần đoàn kết của nhân dân chúng ta. Như tinh thần như Bác Hồ nói đó, là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Và chính từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng là cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 nó là một cái nguồn động lực rất quan trọng, mà tôi cho rằng đấy chính là cái tiền đề rất quan trọng, nếu không nói là quyết định, để sau này chúng ta tiếp tục chúng ta thắng Pháp, chúng ta thắng Mỹ trong cái hai cuộc kháng chiến tiếp theo. Và cái thắng lợi ấy nó không chỉ là đối với nhân dân Việt Nam chúng ta, mà cái giá trị của nó còn đối với cái nhân dân thế giới. Nó là một biểu tượng, nói như là Tổng thống Indonesia nói là Việt Nam là một biểu tượng về cái ngọn cờ đấu tranh cho cái độc lập dân tộc, cho giải phóng dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, không quản ngại hy sinh mất mát của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với cả nước, thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Long hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, vẫn đang nỗ lực hết mình bằng tất cả tinh thần trách nhiệm để thực hiện những trọng trách lớn lao trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân là một cán bộ trẻ thì em cũng phấn đấu hết mình vì cái sự nghiệp cách mạng mà cha ông ta để lại. Bản thân thì sẽ cảm thấy là mình phải tự nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó thì học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại để mà rèn luyện đạo đức, mang cái tri thức của mình ra phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đất nước, để mà làm cho cái ngành nông nghiệp nói riêng cũng như là tỉnh Vĩnh Long, đất nước chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa, để xứng đáng với cái tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt. Tuổi trẻ chúng tôi thì rất tự hào về lịch sử truyền thống tốt đẹp của dân tộc, về thành tựu của cách mạng tháng 8 năm 1945. Và chúng tôi rất là trân trọng, rất là biết ơn cái thế hệ cách mạng cha anh đã chiến đấu hy sinh để tuổi trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Thì phát huy thành quả của cách mạng tháng 8 thì tuổi trẻ chúng tôi thấy rõ hơn mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa trong việc ra sức học tập, rèn luyện và công tác, phát huy truyền thống lực lượng công an nhân dân anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 79 năm cách mạng tháng 8 cũng như quốc khánh 2 tháng 9 thì tuổi trẻ Vĩnh Long rất tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thì để phát huy cái truyền thống vẻ vang ấy thì các cấp bộ đoàn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, rồi đẩy mạnh cái tuyên truyền về lòng yêu nước, tinh thần tự hào về dân tộc, đồng thời xây dựng cái lớp thanh niên là có lý tưởng cách mạng, rồi có bản lĩnh chính trị vững vàng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đồng thời xây dựng các cái kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các phong trào là xung kích tình nguyện mà gắn với cái nhu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như là tham gia tốt các hoạt động là đảm bảo an sinh xã hội, rồi đền ơn đáp nghĩa, rồi tích cực ra sức thi đua làm kinh tế giỏi, để từ đó phát hiện những cái gương điển hình, những mô hình hay để tạo sự mạnh mẽ trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người dân cả nước phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên chương trình có phỏng vấn bà Nguyễn Thị Minh Trang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa bà, trước tiên xin bà cho biết thắng lợi của cách mạng tháng 8 có những giá trị và ý nghĩa như thế nào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước? Cách đây 79 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thì nhân dân cả nước đã đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, đã làm nên cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có thể nói là thành công của cách mạng tháng 8 là thành quả hội tụ bởi sức mạnh bản lĩnh, trí tuệ, hào khí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành quả tất yếu của quá trình chuẩn bị rất lâu dài, công phu, bằng bản lĩnh, trí tuệ, cả sức mạnh Việt Nam mở ra một bước ngoặt ngoặt trọng đại, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, và đưa đảng ta trở thành đảng cầm quyền, lập nên một cái mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Đây là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa sâu sắc không chỉ trong nước mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ động viên rất to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những bài học lịch sử và ý nghĩa của cách mạng tháng 8 vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại rất là sâu sắc, nhất là trong cái bối cảnh mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích, hoàn thành các cái mục tiêu chiến lược mà đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề ra, tạo đà vững chắc cho chặng đường tiếp theo để đến năm 2045 tròn 100 năm thành lập nhà nước ta, thì Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, đồng thời là tập trung cao độ triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng.
Thưa bà, các thế lực thù địch vẫn luôn thông tin xuyên tạc về thắng lợi của cách mạng tháng 8. Vậy bà có thể cho biết những chiêu trò đó nhằm mục đích gì và người dùng mạng xã hội cần chủ động cảnh giác trước những thông tin đó như thế nào? Như tôi đã nói thì cách mạng tháng 8 thành công khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của truyền thống yêu nước nồng nàn, của bản lĩnh trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do đảng ta lãnh đạo. Thành quả của cách mạng tháng 8 năm 1945 là hiện thực, có giá trị vĩnh hằng và không thể phủ nhận. Tuy nhiên thì có thể nói là trong giai đoạn hiện nay thì các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài, các đối tượng phản động chống đối cơ hội chính trị có quan điểm phức tạp trong nước thì đã cố tình suy diễn, bóp méo lịch sử, tuyên truyền sai lệch, phủ nhận những cái giá trị, những ý nghĩa của cái sự kiện cách mạng tháng 8 năm 1945. Mà mục tiêu của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay chính là lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là giới trẻ, để từ đó hình thành một cái thế hệ có suy nghĩ hoài nghi, phai nhạt niềm tin đối với đảng, đòi xét lại lịch sử, hòng chia rẽ đảng với nhân dân, phá hoại nền tảng tư tưởng cũng như là hạ thấp vị thế, uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phá hoại sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo cũng như là cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, dân tộc ta. Vì vậy, càng trân quý những cái giá trị lịch sử, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha ông hơn bao giờ hết thì chúng ta càng phải hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mang lại. Chúng ta càng phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay, đề cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng độc lập, tự chủ, vận dụng và phát triển những cái bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của cách mạng tháng 8 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào công cuộc đổi mới cũng như là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, thì các cấp, các ngành, nhất là các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và hệ thống giáo dục, từ phổ thông đến các trường đại học trên địa bàn tỉnh, phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trước những cái âm mưu thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, của các cái đối tượng cơ hội chính trị. Đòi hỏi là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân là phải trang bị cho mình cái kỹ năng tiếp nhận thông tin, không vội cả tin mà phải suy xét, đối chứng các cứ liệu lịch sử, chủ động, tự giác, rèn luyện, nâng cao sức đề kháng, nhận rõ bản chất đúng sai của các luồng thông tin trên mạng xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác để nói không với những cái hành động chia sẻ, lan truyền những thông tin xấu độc, tiêu cực, dẫn đến vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Đồng thời thì mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân thì phải không ngừng phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông ta, dân tộc ta đã dày công vun đắp gìn giữ. Xin cảm ơn bà. Kính thưa quý khán giả, 79 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất. Nhân dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc và đang ngày càng phát triển toàn diện về mọi mặt. Đây là sự thật sống động từ thực tiễn, phủ nhận những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch về cách mạng tháng 8. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Góc nhìn sự thật kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.